Chào mọi người, Thái lại xuất hiện rồi mọi người. Chúc cho anh em buổi trưa năng lượng và mát luôn ha. Thì hiện tại là Thái đang có mặt ở đây là con đường Phạm Văn Đồng, thuộc ngay chỗ này là Bình Thạnh nha mọi người. Thái dạo dạo á, thì Thái tính ghé cái tiệm bán cá dạo ngoài lề đường của bạn Khắc Hiếu mà vài năm trước Thái đã từng quay á, mà Thái tìm hoài không có. Và Thái nhìn xéo xéo qua thì Thái thấy là hôm nay bạn Khắc Hiếu đã lên một cái tiệm cá, không còn bán dạo nên em thuê hẳn một cái mặt bằng luôn, đã lên một cái tiệm cá rất là hoành tráng. Thì nay Thái sẽ vô đó quay cho mọi người xem coi tiệm cá của bạn Hiếu như thế nào, có điều gì đặc biệt hay không và thú vị là làm sao nhé. Đây mọi người, một cái tấm bảng cá cảnh dán lên một cái gốc cây ngay lề đường nè. Còn bên trong này là một cái tiệm cá Thái vừa mới để xe vô ha. Thái sẽ đi vô và Thái quay cho mọi người xem coi như thế nào nhé. Ok. Rồi theo chân Thái nha. Đây anh em ha. Cái gốc cây thì bạn Hiếu để cái chữ cá cảnh Khắc Hiếu đó. Đây, ngày xưa thì chỉ bán ở ngoài lề đường như thế này thì dọn ra dọn vào, bây giờ thuê thẳng một cái căn nhà luôn để làm một cái xốp cá hoành tráng. Thái sẽ vào bên trong để gặp bạn Khắc Hiếu nha. Hiếu ơi. Hello Hiếu. Trời ơi, cả năm rồi mới gặp. Hôm nay là bất ngờ quá luôn em, dạ. Quá đỉnh luôn. Là mở dạ. Em mở tiệm cá luôn hả? Dạ đúng rồi. Ghê vậy? Là lâu chưa? Dạ em mở được 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy rồi hả? Dạ. Là cái chỗ bán dạo kia mình không còn bán nữa hay sao? Dạ đúng rồi. Vậy cho nó giờ tại vì buôn bán nó không có thuận tiện, như là mình không bán được nhiều mặt hàng á. Thành ra em sẽ đem mở cho vụ anh em thì đó. Là chơi lớn luôn phải không? Dạ. Là có nơi là cố định đúng không? Dạ. Mình sẽ không cực phải dọn ra dọn vào nữa. Dạ. Đúng ok. Thôi sẵn đây là tới đây quay cho người xem coi mình có những cá gì vào. Dạ, cái okay. Bố trí của một cái tiệm cá của mình sau 3 tháng thì như thế nào hiểu không? Dạ, ok. Ok. Dạ. Đã năm hơn rồi mới gặp lại bạn Hiếu nha mọi người. Ok nhá. Mình đi ra từ ngoài đi Hiếu. Dạ ok. Thấy là phía ngoài ha có che một cây dù. Ở đây thì có cá Hecmoon với Beta Hiếu. Nhưng mà mình vô tiệm thì mình giá mình bán có hữu nghị như dạ, bán dạo không? Dạ cũng y chang vậy anh. Y chang hả? Dạ và có nhiều mặt hàng gì đó còn rẻ hơn nữa. Ồ ghê vậy? Dạ. Ồ vậy chắc mặt bằng phi rồi. Chọc đi ôi người. Đây, Hecmoon nha. Hecmoon thì bây giờ là mình bán bao nhiêu một con mày Hiếu? Dạ giá cũng 25 anh. 25 ngàn dạ. Hecmoon nha mọi người ha. Hecmoon thì 25 ngàn. Chạy đi Hiếu ơi. Không sao đâu. Cá này mọi người chơi thì mọi người biết mà nó phải thấy nhau thì nó mới sung được. 25 ngàn đồng giá hết luôn. Dạ, hay Hiếu. Đây mọi người. Nhưng mà mình vô đây 3 tháng rồi. Mình bán chắc là những người mà khách quen của mình chắc người ta cũng chưa có biết mình vô đây đâu ha. Dạ đúng bán rồi. Bán chậm hơn không? Dạ đúng rồi. Cũng nói qua cũng chậm hơn khi ở trên ngã tư. Tại vì có nhiều khách cũng chưa biết. Chứ mình giờ xuống dưới đây thì nó cũng xuống một khoảng rồi. Đúng rồi. Là hồi trước mình trên kia đúng không ta? Trước trên ngã tư trên đây anh. Ngã tư trên này đúng không? Dạ, bây giờ là mình xuống dưới này. Một cái mặt bằng cũng khá là đẹp nha anh em. Đấy, cá thì bố trí nè. Cũng là y như phong cách trước ha, mình vẫn để những cái thao cá như này cho khách lựa phải không? Dạ đúng rồi. Đây nè, đây thì có cá cá đồng tiền phải không? Nhưng có đó hoàng kim muli anh. Hoàng kim muli là cái dạng gì này hả? Dạ đúng rồi. Là bao nhiêu tiền một cái con? Cái thì nó 4.000 một con à. Như giá cũ. Như giá cũ luôn. Rồi bình tích. Dạ bình tích 3.000. Bình tích 3.000. Nhưng mà đặc biệt thì anh em tới mua thì cứ 10 con thì sẽ được tặng 2 con, loại nào cũng vậy. Cầm 50.000 vô đây là mua cá về nuôi mệt luôn á. Dạ. Còn đây Hiếu? Giá nó sọc ngựa. Sọc ngựa này bao nhiêu tiền? Dạ nó cũng 3.000 con à. 3.000 một con thôi. Nè anh em thấy chưa? Còn đây là cá vàng ha. Dạ cá vàng. Cái đó thì nó 10.000 con. 10.000 con. Cá chép kia thì 40.000 hả? Dạ 40-30. 40-30. Đó trong những cái than nè. Ở đây thì có thêm bán thêm sứ, đồ lọc nữa. Rồi, bên đây thì có bảy màu ha Hiếu. Dạ. Bảy màu này là bảy màu. Anh đợi em xíu em tắt nước đây nha. Hiếu đi tắt nước rồi nè. Trời ơi, thấy Hiếu lên một cái tiệm cá như thế này thì cũng vui cho bạn ấy anh em, tại vì vui cho đứa em ha. Đỡ cực hơn, có chỗ ổn định hơn. Tuyệt vời lắm. Cái này là bảy màu này mình bán bao nhiêu Hiếu? Dạ bảy màu thường nó cũng 3.000 con anh. Có 3.000 con thôi hả? Dạ. Là khách mua là tự cầm ca tầm xô đi dớp như dạ, xưa luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì ra là như vậy nha mọi người. Đấy.
Còn bên đây thì cá vàng lớn hơn là như có để tiền luôn phải không? Dạ không, dạ đúng rồi. Cái mấy con lớn thì là 15, còn mấy con ba đuôi nhỏ nhỏ thì nó 5.000. À 5.000, 15.000. Bên đây cũng vậy luôn. Dạ. Quá trời cá luôn mọi người. Đấy. Rồi bên đây thì cá bảy màu, cá dạ. Nhỏ hơn nè. Dạ bên đây thì guppy. Đá, sỏi. Mười trời ơi, con cá bảy màu bự dữ vậy. Dạ. Coi màu mái bự dữ vậy, này bao nhiêu một cặp? Dạ mấy loại bên đây là 30 một cặp hết á. 30 một cặp hết. Dạ, 35. Trời ơi, con mấy màu kìa. Mấy màu này là ở trong mình nuôi hay là mình đi lấy mà bự dữ vậy? Dạ cái đó là lấy về anh. Lấy mà bự vậy luôn hả? Dạ. Bao nhiêu một cặp? Dạ cái đó là 30 một cặp. Trời ơi, nó gần bằng ngón tay cái út của Thái luôn nè, anh em thấy không? Nè ghê chưa? Con cá mấy màu bự chà bá luôn. 15.000 một con thôi. Còn bên đây là full gold nè. Full gold thì bao nhiêu tiền hiểu? Cái này nó kêu là platinum á. Full gold platinum hả? Dạ. Platinum là dòng mắt đỏ. Bao nhiêu tiền? Dạ cái 30 một cặp à. 30 luôn. Dạ. Đây nè, đây như vậy luôn hả? Nó đẻ dữ lắm luôn, nó dễ đẻ lắm. Trời ơi. Để đây bán mà nó đẻ luôn vậy hả? Dạ. Rồi xong rồi bán cá mẹ lấy này nuôi cho ăn lên rồi bán tiếp. Dạ. Đây nữa nè. Mấy con cá bảy màu của Hiếu nó bán con nào con nấy như con dâu vậy anh em. Bự chà bá luôn nè. Đây là cũng latium luôn hay dạ, phun gòn. Phun gòn 30.000 cặp luôn hả? Dạ đúng rồi. 30.000 hết anh em. Một cặp. Đây thì có Dumbo tai voi. Có platinum trên lưng. Dạ, đây Dumbo. 30.000 luôn. Dạ đúng rồi. Gọi là đồng giá luôn á hả? Dạ. Còn coi này. Dạ coi sọt cũng 30. 30 coi sọt luôn. Và đây là cái đó blue tạc đen. Trời ơi. Con nào lấy to đùng. Coi SE nè. Cũng 30 luôn. Dạ đúng rồi. Thường thường anh thấy là người ta bán mấy con cá bảy màu, người ta bán cá vừa mới lớn thôi. Mà thấy em dạ. Như cá bự bự không á. Dạ. Tại vì cái chạy bên em nó làm cá cũng ok, cũng đạt á. Nó đạt cá nó cũng cá chất lượng. Về là đẻ liền. Dạ đúng rồi. Còn bên vách đó thì là Hiếu là một cái tủ. Cái tủ ta thấy hình như là có cái cửa. Cái này là để ngoài như là tối cái mình khóa lại nè. Đúng dạ, không Hiếu? Dạ. Trong đây thì hình như có mu ly hay sao á. Dạ, dạ mu ly mắt đỏ. Mu ly mắt đỏ 20k nè. Hiếu có đề bán giá luôn mọi người. Hồng mi thì 10k. Và chuột sao thì 20k. Có giá trên cái hồ nè. Rồi đây thì có hồng cam đuôi dài này 15k nè. Cái này có giá rồi, khỏi hỏi Hiếu. Tép anh em, tép thì 8k. Tép đỏ dưới này nè. Bên này thì có muốn 5k. Cá muốn là nó hơi chói nha anh em. Ở dưới đây thì có cá sặc nè. Mắt tre 5k, chuột 15k, cầu vòng thì 5k nha. Ở đây thì có mô ly này thì 4k thôi. Còn đây thì có mấy màu rồng xanh à. Này rồng xanh hả? Dạ bên đây à. Cái này rồng xanh. À cái này bao nhiêu? 15k. Dạ, dạ cái đó 40 một cặp. 40 một cặp rồng xanh mọi người. Còn ở đây là cái này dạ, chân châu. 4.000 con hả? Dạ. Còn ở đây thì hỗn hợp nè, có xe canh thường thì 5k nè anh em. Vàng 5k, dạ quang 10k, xanh đen 10k, ngân bình 5k anh em. Nó hơi chói, tại vì mình bán ở ngoài á, mọi người quay nó hơi chói. Trời ơi, cá đúng hình dân luôn. Set up thêm thuốc thang nè, rồi bông lọc nè, để ngoài này luôn mọi người. Nhưng mà vô đây, nếu mà chắc là vô đây thì thứ nhất là mình phải đỡ dọn dẹp ha Hiếu ha. Dạ đúng rồi. Thứ hai là mình sẽ có một cái vị trí cố định hơn. Dạ. Nhiều khi bán vào rồi kia cái người ta hứng lên người ta đuổi chạy thấy bà. Dạ. Nhà Hiếu nha. Ờ là ở đây là cái mình ở ngoài đây luôn ha hay là mình còn ở trong cái biệt thự? Dạ em ở trong đây luôn anh. Ờ dạ, ở trong đây luôn. Em trả trong đó em dọn ra đây mà ở luôn. À cũng đỡ chi phí với mình hơn. Ừ đúng rồi, đỡ chi phí hơn nữa. Nhưng mà ở đây là tụ tập hơn nhiều hơn ngoài lề đường nha. Hồi dạ. Trước bán ngoài đường đó anh em tụ tập rất là nhiều rồi. Ở đây có một cái vị trí nữa như thế này nữa chắc là tụ tập anh em tới uống trà, ngắm cá, uống cà phê đồ. Dạ đúng rồi. Diệt cọp nữa chứ. Dạ. Ok ha. Dạ. Ở trong nè mọi người, ở trong thì bạn Yếu setup nè. Có thấy là ở đây có một hồ cá. Rất là nhiều con cánh bồm. Đây. Trời ơi, 5k một con hả Hiếu? Dạ đúng rồi. 5k 10 cũng tặng 2. À, 10 con tặng 2 con. Yeah. Mua 2 con tặng lộn lộn. À, 10 con tặng 2 con như đọc ngược anh em mua 2 tặng 10 nha mọi người. Đừng có đọc vậy chết chủ hết.
đủ màu sắc hết, 5.000. Trên đây thì có hình như là một cái hồ thủy sinh, có cá ngây ong, rồi có cá sóc đầu đỏ, sóc đầu đỏ, cấn bụng đỏ. Sóc đầu đỏ này như cá suối đúng không? Dạ đúng rồi, giờ con cấn là cá suối nè. Có cá bể màu suối nữa hay gì kia? Bể màu rừng nữa nè. Đẹp chưa mọi người? Nè, quay trên này cho mọi người thấy nè. Hồi tự set up luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy, anh em thấy đơn giản chưa? Vô đây thì nhiều cá hơn ở ngoài lề đường. Ở dưới này thì có là cá ông tiên, rồi xe canh thường, xe canh vàng, xe canh dạ quang. Nói chung là 5k đến 10k, 15k thôi anh em, tùy vào dòng cá cũng khá là rẻ. Đã chưa? Rồi Hiếu còn chơi cá lóc không? Dạ cũng còn anh. Còn hả? Dạ. Hồi trước ở trong nhà nuôi nhiều lắm mà bây giờ là dọn ra đây thấy cũng vẫn ít cá lóc à. Dạ đúng rồi, em đem một số cá ở đây rồi. Nhưng thấy rồi. Tự em không đem được. Thấy rồi kìa, thấy đằng sau rồi kìa. Đây đây đây. Đây là con gì đây Hiếu? Dạ con này con Kali anh. Ai con Kali này lâu lắm rồi nè đúng không? Dạ, dạ đúng nó rồi. Theo em mà thời anh biết em là cũng phải năm mấy hai năm rồi. Dạ. Đúng không? Con này em nuôi nó cũng lâu rồi. Nuôi nó từ 2017 tới giờ mà. Ồ là trời ơi. Nay là 25 rồi, 8 năm rồi. Dạ. Nó già lắm rồi. Bây giờ nó cũng đù đù rồi, nó không có sung. Nó không sung như cái. Nó già lắm rồi. Già rồi ha. 8 năm rồi nha mọi người. Đấy. Qua đây con. Theo bạn Hiếu 8 năm rồi. Mà tính ra là Hiếu là một anh chàng nha. Thấy nói cho mọi người biết là đam mê cá rất là lâu rồi và đã kinh doanh cá cũng rất là lâu rồi đúng không Hiếu? Dạ. Mà tính ra bây giờ là mình bán dạo được ngoài đường được bao nhiêu năm à? Nhớ không? Em bán ngoài đường có tầm 7 năm á. 7 năm. Dạ. 7 năm 3 tháng rồi, vô đây 3 tháng nữa. Dạ. Là 7 năm bán cá dạo ngoài đường. Mà đam mê cá thì chắc là có lẽ là không biết là Hiếu đã đam mê cá này từ bao lâu rồi ta? Em thì từ lúc nhỏ là đam mê rồi, lúc mà 6-7 tuổi dưới quê, còn đi học dưới quê là đi làm tiền mua cá về nhà chơi rồi. Mà lên đây nè, từ lúc lên đây nè. Lên đây thì em cũng tiếp tục như vậy mà cũng nuôi trong hồ, trong mấy cái tăng nhựa rồi kia, cũng mua cá mấy màu rồi kia về nuôi. Mà bạn Hiếu là, nói thật ra là bạn ấy là chơi cá lóc cũng nhiều năm lắm rồi. Nếu mà tính là riêng về bộ môn cá lóc thì em đã chơi được bao nhiêu năm? Thì em chơi từ năm 2017 đúng không? Là 8 năm luôn. Dạ đúng rồi, như con này là con đầu tay em. À đầu tay dạ, thì đầu năm đó thì cũng có chơi thêm bửu hoàng. Em thấy không? Gắn liền với bạn ấy ha. Rồi dưới này thì có một cái hồ cá. Ôi ôi, xét lớp thủy sinh kìa, đừng nói em xét lớp luôn nha. Dạ. Chiếu vậy, để anh giảm xuống ánh sáng cho mọi người thấy nè. Anh em thấy không? Trong đây thì có cá dĩa nè. Rồi có cá này cánh bồm nè. Rồi mấy con này là con gì Hiếu? Dạ, cấn bụng đỏ. Cấn bụng đỏ, nó cao tiền không? Dạ, nó rẻ. Đó thì em đang ra 10 tới 15k con. À, có 10 15k thôi, mà rất là đẹp đúng không mọi người? À, sóc đầu đỏ ha, cá suối nè. Con. Dạ đúng rồi, sóc đầu đỏ. Mấy con dài dài. Dạ mấy nó bút chì á. Bút chì ha. Dạ. Này là phượng hoàng đúng không? Dạ phượng hoàng. À trong đây thì thiếu mấy con cá chuột nhỏ nhỏ đúng không? Dạ. Đấy, anh em thấy chưa? Vô đây thì trưng bày đẹp lắm mọi người, mà tự mình thiết kế, tự mình làm hết. Và cái góc này cũng có mấy cái hồ mini rất là dễ thương nè. Đây là Molly Sọt 40 ngàn anh em. Một cái hồ. Cái cây này như cây mì nương hả? Dạ mì nương. Cái hồ cũng tự set up luôn anh em thấy chiêu chưa? Những cái hồ nhỏ nhỏ này anh em để bàn chơi đẹp lắm mọi người. Đấy. Vừa mới set up cái cây nó đang ra rễ nè Hiếu. Hả? Dạ cái cây đang về cũng lâu rồi đó. Em thuần cho nó ra rễ. Với lại một phần đa phần hạ nhập về nó phải thuần cho ra rễ. Khỏe rồi mới tới tay anh em. Đúng rồi, chứ mà không ra rễ anh em không biết làm nó chết. Dạ. Còn đây cái hồ gì đen thui đây? Con đó là mấy con beta, có con beta. À đây con. Chiến lược hay sao mà cho nó ở riêng vậy? Thì rảnh làm cái hồ đó không biết có con gì thả vô để có lăng quăng á. Thằng em thả cho vô beta. Còn dưới này là cũng mấy cái hồ nhỏ nhỏ. À set up giờ vậy có thể ai mua cái hồ nhỏ này mình bán luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cũng hay. Ở dưới đây thì cũng có một số cá beta với lại hát muôn. Đấy, dưới đây cũng có beta nè mọi người. À, đây cũng có beta mọi người ha. Đấy, đơn giản thế không? Mấy con này thì 90k, 40k, tùy con, tùy đồng, tùy giá nữa mọi người. Có ghi hết trơn là mọi người cũng có thể dễ quan sát, dễ biết được mình chọn cái con là hợp lý cho mình.
đủ đồ chơi hết. Cái này là tiệm lớn luôn rồi. Cái này không còn nhỏ nữa. Còn trên đây là cái gì? Dạ đó là chữ nước ha. Hồ chữ nước. À chữ nước thôi. Dạ. Rồi qua tới khúc ở dưới này quay đồi luôn phải không? Dạ rồi. Qua tới khúc này đi. Dạ. Hình như có một con cá lóc khá là bự. Này là con cá gì vậy Hiếu? Dạ con đó mắc bò anh, mắc bò Mekong. Trời ơi, con này nuôi lâu chưa? Dạ con này nuôi khoảng được nửa năm. Trời ơi, bự chà bá luôn. Mà sao bụng bự vậy? Dạ tại vì em cho nó ăn nhiều á, tại nó là chùm tiêu diệt cá chết của tiệm em. À, ví dụ dạ. Như mà cái con này cỡ này thì nó xây bao nhiêu rồi ta? Dạ con này xây tầm 50 hơn á. 50, mà con này giờ nó còn cao tiền không? Ví dụ mình có bán con này nhiêu tiền? Dạ em cũng chưa biết giá thị trường nó sao nữa, tại lúc em bắt nó còn nhỏ là nó ra 2.6 triệu rồi. Ờ. Nó bắt thì xây 20 á. Có khách vô mua cá rồi. Rồi dưới này coi nha em. Hiếu cứ bán đi, ở này có giá đi anh đọc cho mọi người xem. Đã thấy ở đây là có một cái hồ CK nè, CK đủ dòng này có 5k thôi, 5k 10k nè mọi người. Đẹp. Đây. Đây là hồ CK với phượng hoàng với bút chì. Cũng có 20k, 40k, 30k. Đẹp ghê mọi người. Tự Hiếu setup hết trơn rồi. Mấy hồ tự setup hết luôn quá. Dạ đúng rồi. Trời giỏi vậy. Còn cái này cái gì bự vậy? Phượng hoàng. Cái đó phượng hoàng anh. Mà sao đó phượng hoàng Akara. Bự vậy luôn hả? Dạ. Bự hơn hai ngón tay luôn. Là 100k. Mấy con chép em. Dạ. Chép mấy con đó là hàng phi tầng. Nó dòng từ 200 tới 250 một con. Đây là phi tầng này. Đây phi tầng này 250 một con hả Hiếu? Dạ đúng rồi. Nó hàng cổ điển anh, nên cũng rẻ. Vẫn đầy đủ hết trơn. Còn đây là gì? Ganh chu hả? Ganh chu với Orenda đồng giá 30-40k anh em. Đây nè, đây là ganh chu nè. Còn bên đây là gì ta? Cũng ganh chu với lại phượng hoàng với lại hồng mi. Nè, giá rẻ mọi người. 20-30-40-10k. Cái con cam này bao nhiêu anh? Con đó là 250 á. Qua này thì có một cái hồ cá có cá tê tượng châu Phi, Abino, cổ điển mà. Màu đen, rồi cá hoàng tử châu Phi, rồi cá cha, rồi cá trê Banda, rồi cá két, rồi cá hải hồ, rồi cá kim sơn, nhiều lắm, rồi cá củ sừng, rồi cá hoàng đế, rồi có cá chạch nữa, không phải, cá nàng hai đúng không? Đủ hết, này giá rồi mọi người. Đấy. 60, 60, 40, 80, 56, 40, khá là ok, khá là hấp dẫn vậy chị ơi. Đây có cá hổ đó nè. Con cá hổ chà bá trong kìa. Ở đây thì lóc trân châu. Lóc trân châu này là 40.000 một con nha mọi người ha. Ở cái này cho ăn cám chắc ăn cám hay ăn gì cho Hiếu? Em vừa cho ăn cám với kết hợp với trùng luôn á, hai loại. Có cái gì cho ăn không? Một bầy này chắc nó ăn đã lắm phải không? Dạ. Quay cho mình xem cái bầy lóc trân châu này nó ăn nè. Nhiều cá quá, quay khùng luôn. Trời ơi, ở trên đây còn cá lóc nữa mà nướng nó hơi đục. Để thấy quay cho ăn nè. Trời ơi, đã chưa? Wow. 40.000 một con cá lóc như thế này. Để giảm phí cho anh em xem nha. 40.000 nha mọi người. Ở đây thì có 7 màu. Mà sao cái này giống ém đẻ quá vậy? Tôi bán nha không? Tại em bán ở đất đó, cái em không có đem ra ngoài, em để em nhà luôn. À cái này đúng dòng... ra là phải rinh ra ngoài đó phải không? Dạ, với mấy dòng này nó hay cứ đứng với môi trường nó khó. À, còn đây là két panda với tay tượng châu Phi hả? Đâu, tượng châu Phi đâu có. Châu Phi là mấy con trắng á. À nãy hả? Dạ. À tượng châu Phi con hả? Dạ. Hình như là 15.000 thôi hả? Dạ 15.000. Cách bằng giá với kép panda 15.000 luôn. 15.000 thôi anh em. Đấy. Này chơi đủ cá săn mồi á. Ở đây mình được bày nhiều cá hơn ngay đúng không? Dạ. Cái mặt bằng này nó cũng hơi nhỏ, cũng hạn chế. Còn trên đây là cái gì nãy anh thấy đó? Con ghét anh, ghét sen. Trời ơi chơi nước gì luôn hả? Chỉ dạ, máy lên nè. Trời ơi thấy cái máy là ngó ra liền nè Hiếu ơi. Rất xe này hình như cũng theo em lâu rồi hay sao? Dạ đúng rồi, con này em chơi được tầm 2 năm mấy à. 2 năm mấy rồi nè mọi người. Quá trời của đất.
cũng 7 cũng nhiều đó chứ hả? Dạ. Ngó thấy nè, em ngó camera thấy. Trời ơi, cá quá trời cá luôn. Còn ở đâu nữa không? Dạ em còn phía trong thôi, phía trong thì để lóc nhiều hơn. Ù, vô coi anh em. Dạ. Đấy, để anh ve ra một cái. Nè. Đây anh em thấy không? Đó, phần này thì có cái hai cái hồ này trắng chạch ngay đây. Rồi bên đó thì có cá lóc, rồi cá săn mồi. Rồi trên đây có lóc thì cũng có cá săn mồi dưới này. Bên hông này thì có lóc với lại cá. Nói chung là bố trí đủ thể loại. Còn ngoài trước này nãy thấy quay nè, anh em thấy không? À, hai bên đường mình đi vô là có cá bể màu đồng giá 10-15k nè. Bên đây cũng có những cá chép, rồi cá mu ly, rồi cá ba đuôi, cá vàng gì đó. Dọc bên hai bên để ở ngoài. Có nghĩa là tối mình sẽ dọn cái này vô. Cái tủ này thì cũng có cá, tối mình khóa lại đó. Rồi phần bên trong nhà là hiểu setup như thế này. Ở trên thì có những cái vật liệu lọc. Ở dưới đây thì có cá, hồ. Rồi bên đây cũng có. Rồi xuống dưới này mình sẽ khám phá coi. Trời ơi, dưới này chơi mới vừa xuống thấy có đồ chơi liền hả Hiếu? Trời ơi, chơi gì vậy? Ồ, cái này rồi tự làm luôn phải không? Dạ tự làm. Trời ơi. Rồi hai cái lu tuổi thơ là mua về là nuôi cá. Rồi đánh cái đèn vô. Rồi nước này chảy xuống. Ở trong đây là nuôi cá gì? Phi tần hả? Dạ cá phi tần với sư tử á. Phi tần với sư tử trong cái lu này. Rồi ở đây là mô ly hả? Mô ly sọt hả? Rồi cái hồ trên này nó hút từ cái lu nó chảy nó lại xuống hai cái này hả? Trời ơi, chơi cô gái ngồi sexy nữa kìa anh em. Ở trên này thì là có cá gì đây? Phượng hoàng hả? Dạ hồng cam anh. Hồng cam rồi cá bóng rồi dung la chứ. Ồ, có cái beta nữa kìa. Ồ, hay trời, nhìn dễ thương ha. Đó. Nhìn chiêu mọi người. Đây con cá beta này. Để vậy nó mang tính chất dân dã mà cũng tự thiết kế thì cũng nói chung là đã sướng nè, anh em nhìn xem nè. Đấy, mình tự chơi thôi, như thế này thôi. Lâu lâu buồn cái lại gãy cám cho mấy con cá lên nó ăn chiêu nè mọi người. Đấy, chiêu nè. Mấy con này nó chưa chịu lên, nó lên cũng chiêu lắm. Đem lấy cám cho nó ăn. À, Hiếu lấy cám cho nó chiêu. Đây. Đó, chiêu chưa anh em? Để đây nó nét cho anh em xem nè. Nó lên nó ăn nè. Đây bên này cũng cá, con cá vàng nó lên nó ăn nè. Tuyệt vời quá mọi người ha. Mấy con cá phi tần dưới này, mấy con cá kia nó còn hơi nhát. Thấy mình chỉa cái cam á anh em, thì nó chưa dám vô. Thấy nó lên rồi kìa, trời ơi nó ăn lẹ không? Tốc độ không anh em? Tốc độ luôn Hiếu. Nó ăn ghê đi trời. Bên đây ăn chậm gãi cute hơn nè. Đây mấy con bụng phệ như con heo vậy mọi người. Đây đó, thấy con này nó ăn chưa? Ở dưới là cây thiệt đó hả? Dạ đúng rồi, cây thiệt. Rong với lại cây lan nước ha. Dạ. Trên đây là cây thiệt hết luôn đúng không? Dạ đúng rồi, cây thiệt hết. Trời ơi. Con cô gái. Chơi đúng bài luôn. Với cái khu này là mình thiết cái lóc hả Hiếu? Dạ đúng rồi, em chơi lóc với đây là chính. Dạ. Ê, có con rùa nữa kìa. Dạ, rùa đó chứ, mà em nó đi câu á, nó bắt được ngoài sông nó cho. À, dạ. Trời ơi, ảnh bê bê, ảnh đòi ăn nè. Còn đây là mình chữ trùng chỉ hả? Chỉ, dạ. À, trên đây là lóc. Đây là lóc nè anh em. Có khu riêng nha mọi người. Còn các con là gì? Cái đó bể màu con á. À, bể màu nó đẻ, cái mình rộng mình nuôi luôn lên. Dạ, luôn ha. Rồi. Đây cũng vậy nè. À, mình vớt vô mình nuôi luôn, chờ nó lên cái mình bán luôn. Đây cũng vậy, đây có cá bể màu. Đây mình về lóc đi. Đây thì có red Catigan hả? Dạ, Catigan. Catigan thì khoảng 220 con anh em. Đây nè. À, vẫn có cá con, vẫn có bán cá lóc cho mọi người. Còn con này. Con nó reo à. Lên dãy dữ ta. Vẫn có phẩm nha mọi người ha. Đấy. Đây cũng là rêu hả? Dạ, có nói yellow sen à. Yellow sen. Chơi tới công chuyện luôn, chỗ đây còn Hiếu nó bày, thật ra nó còn bày được nữa đó.
Rồi dưới này cũng còn luôn. Đây là rau. Con này rau phải không? Con này thì chưa lên ha. Đấy. Rồi con bên này. Con này là ghép Barito. Con này lên. Con này thì viền vẫy rồi ok lắm. Ồ, thấy mà. Đói, lắc sơ ra thấy là ok liền. Các hồ. Còn bên đây là không biết cá gì mà cá con quá trời. Mồi có, anh có trùng chỉ mà bò. Nó ăn trời ơi nhẹ luôn. Cá mồi có. Trời ơi, nó nuôi cá con lên nè, không biết là cá gì luôn mà nhiều quá nhiều luôn. Đây nè anh em xem nè. Cái gì? Một đỉnh cá hả? Rồi, ok. Trời ơi, quá trời cá con luôn. Ủa cái này là cá con gì mà nhiều vậy Hiếu? Trời ơi. Cả ngàn, mấy ngàn con luôn ở bên này nữa nè. Chứ đâu phải là một bên không đâu anh em này. Anh em xem này, hai cái hồ này nè, hết hồ chưa? Cái đó Phượng Hoàng em. Nè hai cái gì được chưa? Ôi đã chưa. Hả? Đấy. Nó cũng là nó là cái lớp sân màu luôn mà. Nó cũng dễ. Chút mình vô mình hỏi. Ở trên đây thì cũng có một con lóc nè. Sân màu cộng đồng được. Nhưng mà anh sợ nó bị quýnh thì sẽ bị rắc, nó không đẹp thôi. Em nuôi anh ăn cộng đồng. Đây qua đây con. Ở đây thì có một con cá lóc bông khá là bự. Chà bá luôn anh em ơi. Cái tay cầm tay thấy mà nó gấp đôi, cái cầm tay gấp ba, cái cầm tay anh thấy luôn là anh em biết nó bự rồi nè. Được, cá lóc bông. Nó có nó quánh đâu. Mấy con đó thì con này nó cao cơ hơn mà. Sung quá chạy cái mỏ. Được, chà bá luôn anh em ha. Lóc thì ghé cứ tham khảo thêm, lóc còn nhiều lắm. Thôi được anh, tiền bạc gì mà. Ở dưới là anh làm lóc. Trời ơi. Này là cái gì thấy chưa thấy nè. À mấy con cá lóc nhỏ trốn ngoài ở đây nó không có đèn. Có đấy, tối. Nè nó trốn bên trong. Đây xuống đây con. Hơi tối không thấy được. Hiếu cái này cá gì mà nhiều dữ Hiếu? Cái đó nó là cá rô báo anh. Trời ơi, nó là cá nhà đẻ hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi mấy ngàn con luôn, hai hồ luôn hả? Bên đây dạ, nữa hả? Dạ có một bầy á. Trời ơi quỷ dê dê dữ vậy. Trời ơi quá trời có một bầy nó đẻ nè. Trời ơi nó đòi ăn nè, để thấy nhịt cho anh em xem nè. Trời ơi quá trời luôn. Sen này có mấy cơm nè. Đây. Đây là 20 hả? Đúng rồi. Đã chưa mọi người. Con này 750. Sọc đều nha, sọc hai bên đều hết luôn á, không có sọc. Ôi phê thiệt. Ở dưới này kìa. Ở dưới này cũng lóc. Ở đây. Lóc. Hôm bữa nuôi mớ này bữa quanh nó. Con này con gì lạ dữ ta. Dữ quá nha. Đưa để cho 20 con chết hết. Ủa con này lóc giống con cá trầu dày quá vậy. Đúng rồi anh, cá đó lóc dày anh. Ờ, lóc cho trầu dày mọi người. Dạ, cá lóc dày. Dạng lắm. Ồ, nghĩ chưa. Đẹp cũng đẹp anh em ha, cá trầu dày mà đẹp ha. Như xây gì mát rồi phải không, đâu lớn được nữa. Dạ đúng rồi, nó cũng còn, nó có lớn nữa đó anh. Mà nó nuôi môi trường nuôi nhốt này nó lâu lớn lắm. Kiếm mấy con trong kẹt nè, đây cũng có một con nè. Ôi dạ. Ôi ớn quá mọi người. Chưa gì nó chơi rồi. Ở đây thì lóc gì ta? Chân châu đen anh. Chân châu đen. Dạ. Thật ra là em nhét cũng hơi bị nhiều cá đó chứ ít đâu Hiếu. Một đống luôn mọi người. Quay nãy giờ thấy lục thấy kiếm. Mà ấn tượng quỷ cái kìa. Trời ơi. Con đó là lóc bông. Em ra chợ đó. Em thấy nó cái đường nó xanh đẹp em bắt nó về. Trời ơi. Lóc chợ đó mọi người. Mua ngoài chợ hả? Dạ. Mà bây giờ nó thuần được rồi, nó cũng dạng rồi. Ờ. Nó dạng với lại nó cũng chịu ăn rồi, mà nó chỉ ăn nhái thôi. Rồi kén còn kén, từ từ đi, từ từ mốt là nó cũng ăn à. Trời ơi, đã chưa anh em? Bắt được 3kg. Quá trời luôn, sắp còn đây là không có đèn nè, có là còn nhiều nữa. Tiểu hoàng đế. À, chiều chơi, đây chơi hồ lô, à trong phòng cũ đúng không? Dạ. Ok quá. Không, thấy vậy là ok đó Hiếu, anh thấy vậy ra đây thoải mái, tại vì được cái là mình làm mà trong cái kia nhiều khi mình buôn bán cái đó mình cũng chạy tới chạy lui hoài 6-7 năm nhưng mà thật ra là nói tới một giai đoạn nào nó cũng đâu có ổn định được đâu đúng không? Dạ, tại đúng mình rồi. Ngoài đường mà còn khi mình đã vô tiệm rồi thì mình sẽ ổn định được hơn đúng không? Dạ. Mình đỡ cực hơn mặc dù là hơi tốn tiền mặt bằng đó nhưng phải ráng cày rồi với miếng xào già đúng không Hiếu nhỉ? Với lại mặt bằng á mình thuần cá mình dưỡng cá nó cũng khỏe hơn rồi ở ngoài chợ gì hè nữa. Ừ, tại vì nắng không có gì che hết, nhiều khi nắng quá biết đem cá vô đâu để che bớt, dù chồng mình không có xách được nhiều đâu đúng không? Dạ. Còn đây cái mình đem vô nhà. Dạ. Và nhiều khi là ngoài trời là mỗi ngày phải dọn tới dọn luôn, nhiều khi thiếu nước thiếu đồ phải chở ra thấy bà luôn. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Còn đây nó có sẵn.
thôi nó được cái này nó cái kia, mà vẫn khuyến khích là vẫn thấy vui. Nhiều khi mình làm cá được bao nhiêu năm mà mình lên được cái tiệm cá như thế này thì em thấy là tuyệt vời. Dạ. Hiểu nghĩa gì không? Hay là hay là vẫn tiếc cái chỗ dạo? Dạ không có tiếc, xuống đây thì biết là mọi thứ nó ok hết rồi. Ừ, thấy vậy đó. Dưới đây thì mình đảm bảo hơn. Dạ. Rồi rồi rồi. Đó, và nãy thấy để xé cái xe hoài bên kia mọi người. Thì bây giờ là Thái cũng đi dạo hết một vòng của Hiếu à. Cái địa chỉ mình ở đây là bao nhiêu Hiếu? À mọi người cứ tới 454 Phạm Văn Đồng là thấy ha. 454 Phạm Văn Đồng là thấy chỗ của Hiếu nha. Thì chắc là Thái cũng dạo vòng vậy thôi. Cũng một lần nữa thì chúc em thành công hơn nè. Đó, một tiệm cá mình sẽ mở được nhiều tiệm cá hơn nữa và mọi người sẽ tới đây yêu thương ủng hộ mình nhiều hơn Hiếu ha. Dạ dạ. Chúc sức khỏe cho em cùng với gia đình ha. Dạ, các anh cũng xin phép mình đi. Người ta đuổi rồi. Dạ. Ok, Thái cùng các bạn Khắc Hiếu xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn Hiếu nha.